một ngày trước ngày đại hôn người của diêu vương phủ đến báo diêu vương có chuyện quan trọng mời xuân phong đến thanh ngọc các ở phố dung hoa một chuyến xuân phong đang đắm chìm trong niềm vui sắp đại hôn tuy rằng nàng hiếu kỳ tại sao bách lý mặc thần lại hẹn nàng đến thanh ngọc các nhưng nàng vẫn đúng hẹn mà đến nói không chừng hắn muốn cho nàng một bất ngờ thì sao xuân phong có chút chờ mong xuân phong cố ý thay bộ y phục xinh đẹp mà nàng yêu thích giống như tâm tình của nàng ngày hôm nay xuân phong ngồi xe ngựa đến thanh ngọc các một mình lên lầu, nàng không muốn thế giới của hai người bị người khác quấy rầy. Thanh Ngọc Các là một trong những trà lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành, bên trong có thể ăn cơm, còn có phòng cho khách ở lại nghỉ ngơi. Xuân Phong vào đến đại sảnh, một người giống như tiểu nhị bước đến đón. "Diêu Vương phi, xin mời bên này." Tiểu nhị cung kính cúi đầu hành lễ với Xuân Phong, đưa Xuân Phong lên lầu. Nghe được tiểu nhị gọi nàng là Vương phi, trong lòng Xuân Phong có chút vui vẻ. Thật lòng thích một người Yêu một người là sẵn lòng theo tức vị của hắn, Xuân Phong bây giờ chính là có tâm tình như vậy. Nàng rất vui khi có người gọi nàng là Vương Phi, giống như người hiện đại gọi phụ nữ đã kết hôn là phu nhân nào đó. Vương Phi, đến rồi. Tiểu nhị dừng ở một gian phòng nhìn qua hết sức tinh xảo, chỉ vào cửa phòng đang đóng nói. Đa tạ, Xuân Phong tiện tay lấy ra một khối bạc đưa cho tiểu nhị dẫn đường. Nhận được tiền, tiểu nhị vui vẻ lui xuống. Tiểu nhị rời đi. Xuân Phong đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương, nhịn không được sửa sang lại y phục một chút. Cảm giác như cận hương tình khiếp, càng gần ngày đại hôn, trong lòng Xuân Phong càng khẩn trương. Xuân Phong đứng ở cửa ổn định tinh thần, gõ cửa hai cái liền đẩy vào. Nhưng nên đón nàng không phải là bách lý mặc thần cũng những thứ lãng mạn, ngược lại là một cảnh tượng khiến nàng không chịu nổi, thậm chí khiến nàng chán ghét. Xuân Phong cho rằng nàng đi nhầm phòng, vốn chuẩn bị lui ra ngoài, lại không nghĩ rằng người nằm trên giường y phục không chỉnh tề, đứng dậy vẻ mặt không vui nói, ai, ai dám quấy dày chuyện tốt của bổn vương. Giọng nói quen thuộc, xưng hô đặc biệt này, không khỏi khiến thần kinh Xuân Phong căng thẳng. Nàng cứng ngắc giống như búp bê vải không có linh hồn, xoay người chậm rãi nhìn người trên giường. Khi nàng thấy rõ tất cả, ánh mắt không khỏi sâu thêm vài phần, càng không thể tin. Sao có thể? Xuân Phong lẩm bẩm nói. Sao có thể? Sao có thể là hắn? hắn tại sao có thể làm như vậy sau lưng nàng. Xuân Phong xoay người ngẩng đầu, nhìn rõ người trên giường, xác nhận sự thật mà trong lòng nàng không muốn tiếp nhận. Thật sự là hắn, người ngày mai sẽ cùng nàng thành thân, bách lý mặc thần. Tại sao có thể như vậy, tại sao? Hắn sao có thể trước ngày đại hôn của hai người? Xuân Phong cảm thấy trong đầu nàng như bị sét đánh kịch liệt, đau không còn cảm giác. Hắn không phải nói, cả đời này chỉ muốn ở cùng nàng, chỉ cần một mình nàng sao. Nhưng hiện tại, Xuân Phong trong mắt đầy bi thương và đau khổ, tan nát cõi lòng. Nam nhân trên giường sau khi thấy rõ người đến là ai, biểu tình liền sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến nàng sẽ quay lại. Biểu tình này khiến Xuân Phong hoàn toàn tổn thương. Xuân Phong đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng khó coi kia, vẫn chưa thấy rõ người bên trong. Nhưng tiếng oán giận quen thuộc kia lại khiến nàng không thể nhấc chân, ở chung lâu như vậy, nào sao có thể không nghe ra đó là giọng của ai. Nhưng nàng không muốn tin, nàng cố chấp tin đó chỉ là một người có giọng nói giống hắn mà thôi. Nhưng người tự xưng là bổn vương kia thì sao? Vương gia ở trong kinh thành này, còn có thể là ai? Còn có thể là ai đây? Nhưng nàng vẫn nguyện ý lừa mình dối người, nhưng khoảnh khắc nàng xoay người, nhìn thấy hai cơ thể đang chồng lên nhau kia, tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng như bị đập tan. Trong nháy mắt chút hy vọng trong lòng Xuân Phong đập nát. Giây phút này, lòng nàng rất đau, rất muốn khóc, nhưng sự kiêu ngạo và tự tôn của nàng, sự kiên cường đến từ thế kỷ 21, không cho phép nàng rơi lệ. Nàng nhìn thoáng qua nữ nhân quyến rũ trên giường, cùng nam nhân y phục không chỉnh tề, không chịu nổi liếc mắt một cái. Sơn Phong không nói thêm lời nào, rời đi không quay đầu lại. Nàng cố nén không để bản thân rơi xuống một giọt nước mắt nào. Nàng thẫn thờ trở về phủ, lặng lẽ nhốt mình trong phòng trong đầu nàng hiện lên hình ảnh không thể chịu nổi khi nãy còn có quá khứ ngọt ngào của hai người những hình ảnh ấy giống như phim lặp đi lặp lại không ngừng hiện lên trước mắt nàng thậm chí không cho nàng kịp suy nghĩ vì sao chỉ còn lại đau lòng xuân phong không tưởng tượng được nam nhân cùng nàng thể hẹn son sắt như vậy lại có thể làm chuyện như thế sau lưng nàng những lời hứa trước kia của hắn thì sao tất cả đều là giả dối sao xuân phong không thể chấp nhận cuộc đời mình lần đầu tiên nàng được cảm nhận tình cảm lại bị phản bội như vậy. Nàng không biết nên tiếp tục đối mặt với hắn như thế nào, đối mặt với ngày đại hôn ngày mai. Xuân Phong sau một phen tan nát cõi lòng, liền đưa ra một quyết định không sáng suốt nhất, chính là chuyện lớn nhất sau khi nàng đến nơi này. Đó chính là bỏ nhà đi, đào hôn. Xảy ra chuyện như vậy, nàng không có cách nào có thể thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra, tiếp tục cùng hắn thành thân, nàng làm không được mặc kệ sau lưng rốt cuộc là có nguyên nhân gì cũng được, hay hắn vốn là người như vậy cũng được, nàng đều không thể tha thứ. Hôn lễ ngày mai nàng không thể phản kháng, không ai có thể một mình phản kháng lại hoàng quyền. Hiện tại nàng chỉ muốn rời đi, không bao giờ trở lại nơi này nữa. Dù nàng sẽ lo lắng cho mẫu thân, lo lắng cho đại tỷ và sân sinh, nhưng nàng tin rằng có thất hoàng tử và hộ quốc công phủ ở đây sẽ bảo vệ họ bình an. Nàng vốn không phải là người của thế giới này, nàng thật sự không thích hợp ở lại nơi này, rời đi chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ kỹ, Sơn Phong chuẩn bị một vài bộ y phục đơn giản, một ít ngân phiếu, để lại một phong thư, lặng lẽ rời đi, không kinh động đến một ai. Sơn Phong cưỡi ngựa trên con đường bên ngoài kinh thành, trong lòng nàng vừa cảm thấy bị đè nén, lại vừa thoải mái. Áp lực chính là, nàng đã từng vì cùng hắn dục ngựa rong rủi, mà không tiếc lén tìm người học cưỡi ngựa, thật vất vả mới vượt qua được nỗi sợ với ngựa nhưng nàng không nghĩ đến kết quả của việc học cưỡi ngựa lại dùng khi nàng rời đi. Thoải mái chính là cuối cùng nàng cũng rời đi, nơi vốn không thuộc về nàng. Xuân Phong rời khỏi thành cố ý thay đổi một thân nam trang, đi trên đường, Xuân Phong cũng không biết nên đi đến nơi nào. Suy nghĩ một chút, nàng liền đi dọc theo con đường này, chắc chắc sẽ luôn có một nơi nàng có thể đi. Lá, Xuân Phong vùng roi, quay đầu nhìn về phía kinh thành, tuyệt tình mà đi, trong một khách điếm ở kinh thành thanh nữ, người đã ra khỏi kinh thành. Một kẻ nhìn như người thường, đứng ở giữa cúi đầu cung kính nói. Xác nhận đã đi rồi. Hồng Loan mân mê khối ngọc thô trong tay, dương mắt hỏi. Vâng ạ. À. Tốt lắm, các ngươi phái người báo tin cho mục hãn hoàng tử, nhớ phải ẩn nấp, không để người khác phát hiện. Hồng Loan hài lòng nhếch môi, vô cùng kiều mị, ánh mắt lưu chuyển, nói với người bên cạnh. Vâng, thánh nữ, thuộc hạ đi ngay. Người nọ nhìn chủ tử kiều mị như thế, không khỏi nuốt nước bọt, lập tức xoay người ra ngoài làm việc. Hồng Loan đứng ở trong phòng, trên mặt thoáng hiện tia đắc ý sau khi tính toán thành công. Hừ, nàng ngược lại muốn xem tình cảm của họ sâu đậm bao nhiêu, nàng không tin như vậy không thể chia rẽ hai người họ. Vị trí Diêu Vương Phi chỉ có thể thuộc về một mình nàng, dù là dùng thủ đoạn gì, nàng đều phải có được. Hồng Loan không khỏi nắm chắc ngọc thạch trong tay, trong lòng thầm nghĩ nàng tạo ra vở kịch hay này cho Xuân Phong xem. Nàng biết Bách Lý Mạc Thần là Diêu Vương đương nhiên không dễ đối phó, nhưng đối phó với nữ nhân như Xuân Phong thì dễ hơn nhiều. Ai bảo nữ nhân đều là động vật cảm tính chứ, chỉ cần là chuyện của người mình yêu, liền mất đi lý trí phán đoán. Người mất đi khả năng phán đoán, đương nhiên là dễ đối phó, dùng tốt còn có thể trở thành quân cờ của nàng. Khi Minh Châu Phủ không tìm thấy Xuân Phong, đã là buổi tối. Vốn là giờ cơm tối, Mẹ Xuân Phong không thấy Xuân Phong trở về, cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng Xuân Phong ra ngoài mua gì hoặc là ở trong tiệm. Nhưng đến tối vẫn không thấy bóng dáng của nàng, mẹ Xuân Phong liền lo lắng. Bà hỏi Xuân Vũ, Xuân Phong có phải đến Diêu Vương phủ không, nhưng Xuân Vũ nói không có. Hai người sắp thành thân này tâm đầu ý hợp là chuyện tốt, nhưng đêm trước khi thành hôn không về nhà thì không được tốt cho lắm. Mẹ Xuân Phong nhịn không được, phái người đến Diêu Vương phủ hỏi một lần. Kết quả là Xuân Phong không ở đó. Trong tiệm, vương phủ, hộ quốc công phủ đều đã tìm qua, tất cả đều không thấy bóng dáng Xuân Phong, mẹ Xuân Phong luống cuống. Diêu vương nhạy cảm phát hiện ra vấn đề, diêu vương tự mình đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kết quả là cũng không có tin tức gì của Xuân Phong, bách lý mặc thần lần này cả người lo lắng. Sao lại không thấy, ngày mai chính là ngày đại hôn của các nàng, không thấy Xuân Phong từ khi nào, bao lâu rồi. Nhớ đến lần trước kinh tâm động phách, trái tim bách lý mặc thần bị thắt chặt. Hắn trước tiên phái người ra ngoài tìm, tìm khắp kinh thành, thậm chí nửa đêm không tiếc làm phiền dân chúng. Người bảo vệ vương phi đâu? Bách lý mặc thần đỏ mắt quát. Chủ tử, thuộc hạ đáng chết không bảo vệ tốt vương phi, xin chủ tử xử phạt. Từng hàng ẩn vệ cung kính quỳ xuống, cúi đầu thỉnh tội. Hôm nay vừa hay huyền dịch bị điều ra ngoài làm việc, chỉ còn lại ẩn vệ đối mặt với sự tức giận của vương gia, vô cùng run rẩy. Để lạc mất vương phi mà vương gia yêu thương nhất, bọn họ quả thực chết vạn lần cũng không thoát tội. Nói, vương phi mất tích từ khi nào, các ngươi đều đang làm gì? Bách lý mặc thần mặc kệ tâm tình của bọn họ hiện tại là gì? Hắn chỉ muốn biết, Xuân Phong biến mất từ khi nào, tại sao lại mất tích, như vậy hắn mới có thể phán đoán chuẩn xác. Bẩm chủ tử, lúc gần trưa, vương phi ra khỏi phủ một chuyến, lúc trở về dường như tâm tình không tốt, liền nhốt mình ở trong phòng. Từ lúc đó thuộc hạ không thấy vương phi ra ngoài nữa. Một người trong số ẩn vệ kịp thời quay lại nói: lúc gần trưa, bách lý mặc thần lặp lại, nói cách khác xuân phong biến mất đã hơn nửa ngày rồi. Thời gian quá lâu rồi, xuân phong có thể xảy ra chuyện gì không? bách lý mặc thần trong lòng tràn đầy tự trách, hắn vậy mà lại một lần nữa để xuân phong biến mất trước mắt mình, nếu nàng gặp chuyện gì bất chắc hắn kiếp này không thể tự tha thứ cho bản thân vâng chủ tử là thuộc hạ vô dụng xin chủ tử trách phạt cút tìm vương phi trở về cho ta không tìm được nàng thì mang đầu về gặp ta bách lý mặc thần giống giận hắn hiện tại làm sao còn có tâm tình trừng phạt bọn họ quan trọng nhất là phải tìm được xuân phong nhận được mệnh lệnh của vương gia một đám ẩn vệ vội vàng đứng dậy rời đi họ hận không thể lập tức biến ra một vương phi đặt trước mặt vương gia trong khi mọi người sốt ruột tìm kiếm tung tích của xuân phong xuân vũ cầm trong tay một phong thư chạy đến gọi nhanh 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 thư của xuân phong để lại xuân vũ đưa thư cho bách lý mặc thần người có năng lực lớn nhất có thể tìm được xuân phong hiện tại chỉ có hắn bách lý mặc thần nghe có thư của xuân phong liền thấy được một tia hy vọng ánh mắt sáng lên hắn đoạt lấy phong thư nhưng nội dung trong thư lại khiến hắn lạnh lòng mẹ đại tỷ xuân sinh ta đi đây Ta không thể đối mặt với sự thật rằng ta đã sai, cũng không biết phải sống tiếp ở đây như thế nào. Có lẽ ta vốn không thuộc về thế giới này, rồi đi chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mọi người không cần phải lo lắng cho ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Cũng đừng tìm ta, ta sẽ không trở lại. Nhưng mọi người đừng đau lòng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mọi người, người thân mà ta yêu thương nhất. Bảo trọng, Xuân Phong Một tờ giấy mỏng manh, vài chữ ngắn gọn chính là những lời cuối cùng xuân phong lưu lại trước khi đi trong thư này một chữ cũng không nhắc đến hắn còn có sai lầm kia là có ý gì bách lý mặc thần không nghĩ ra cũng không muốn suy nghĩ hắn chỉ biết rằng nàng đã đi đồi nàng nói nàng sẽ không trở lại còn hắn thì sao nàng cứ như vậy mà bỏ rơi hắn không không thể không được hắn muốn tìm được nàng muốn hỏi nàng tại sao lại tuyệt tình như vậy cứ như vậy mà rời đi bỏ lại hắn Ngày mai chính là ngày đại hôn của bọn họ, sao nàng lại rời đi vào lúc này? Cái gì gọi là nàng vốn không thuộc về thế giới này? Có ý gì? A a a a a. Nhìn lời cuối cùng, ta sẽ không trở về nữa. Bách Lý Mặc Thần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, xoay người tức giận rời đi. Kinh thành điều động toàn bộ binh lực hộ vệ, thậm chí là gia đình của vương phủ đều xuất động, toàn bộ kinh thành, toàn thiên hạ tìm người. Bách Lý Mặc Thần ngồi trong thư phòng, cả người không còn tinh khí, chán trường. Mới qua mấy canh giờ, hắn vốn anh khí bừng bừng cũng trở nên uể oải chán trường, dâu mọc đầy cằm, khiến hắn có thêm vài phần tịch liêu, khiến người nhỉ không khỏi đau lòng. Ban ngày, hắn còn đang tràn đầy vui mừng bố trí phòng tân hôn của họ, hắn muốn cưới nữ nhân hắn yêu nhất, đương nhiên muốn phòng tân hôn đặc biệt nhất, phải tự tay hắn bố trí. Nên cả ngày hắn ở vương phủ, chỉ vì muốn cho Xuân Phong một hôn lễ đẹp. Nhưng tối lại phát hiện, những thứ hắn tận tâm chuẩn bị lại không có người thưởng thức người hắn yêu nhất lại vô tình rời đi dù hắn là một nam tử hán đại trưởng phu cũng không nhịn được mà đau lòng hắn cầm phong thư cuối cùng mà xuân phong để lại trong lòng bách lý mặc thần trong mối cảm xúc ngổn ngang có phong thư này ít nhất hắn có thể biết được xuân phong hiện tại không gặp nguy hiểm ít nhất hắn có thể yên tâm một chút nhưng lời trong thư của nàng là có ý gì bách lý mặc thần ngồi trong thư phòng suy nghĩ một lúc lâu cảm thấy có chút không thích hợp. Ngay khi hắn sắp nghĩ ra điều gì đó, người điều tra hành tung của Xuân Phong đến báo rằng Xuân Phong đã ra khỏi thành, một đường thẳng về phía nam, hiện đã không còn tung tích của nàng. Ban ngày, Xuân Phong từng đến Thanh Ngọc Các, dường như là đã gặp qua người nào đó. Nhưng khi bọn họ điều tra, lại phát hiện Xuân Phong đi vào căn bản không thấy ai, ngược lại xông vào gian phòng nghỉ ngơi của một khách nhân, náo loạn một trận. Từng người trong cuộc đều bị tra hỏi qua, xác nhận Xuân Phong đúng thật từng đến Thanh Ngọc Các, nhưng lại không tìm được người. Qua nhiều lần xác minh, chứng minh tin tức này là thật. Nhưng Bách Lý Mạc Thần lại càng không hiểu, Xuân Phong không có việc gì tại sao lại đến Thanh Ngọc Các. Tại sao lại xông vào phòng nghỉ của người khác. Sau đó lại vô thanh vô tức rời đi. Trong này nhất định có ẩn tình. Trực giác của Bách Lý Mạc Thần nhạy bén, liền cảm thấy không đúng, hắn điều động tất cả ẩn vệ, mở rộng phạm vi tìm kiếm Xuân Phong hắn lo lắng rằng Xuân Phong đã trúng kế, nói như vậy, tình cảnh của Xuân Phong hiện tại rất có thể không lạc quan. Bách Lý Mạc Thần mang theo nỗi lo lắng cho Xuân Phong, suốt đêm xuất phát đi đến phía nam tìm kiếm Xuân Phong, hắn nhất định phải tìm được nàng. Thật vất vả mới gặp được một người mình yêu, hắn quyết không thể để cho nàng rời đi không minh bạch như vậy. Bách Lý Mạc Thần đi rồi, trong kinh thành liền kết thúc tìm kiếm, nếu đã xác định hành tung của Xuân Phong thì không cần tìm kiếm trong kinh thành nữa. Ngày thứ hai, Thế nhân đều biết, hôm nay là ngày đại hôn của Diêu Vương và Thất hoàng tử. Buổi sáng, người đón dâu đã sớm đến Minh Châu phủ, ngoài cửa thổi kèn rất náo nhiệt, nhiều dân chúng thích ở cửa xem náo nhiệt, còn không ít lời chúc phúc. Hai cỗ kiệu hoa đỏ thấm từ Minh Châu phủ đi ra, một đường hướng về phía hoàng cung và Diêu Vương phủ. Thảm đỏ như trải khắp cả kinh thành, có thể nói là mười dặm hồng trang, thịnh thế chi hôn. Đáng tiếc, các nhân vật quan trọng nhất đều không ở đây nhìn kiệu cưới đỏ thấm rời đi mẹ xuân phong không nhịn được rơi lệ mọi người cho rằng bà luyến tiếc các nữ nhi lại không biết bà là vì xuân phong mà rơi lệ chuyện xuân phong trốn đi ngoại trừ thất hoàng tử và mấy mẹ con xuân phong những người khác đều không biết đây cũng là vì tốt cho xuân phong và diêu vương phủ hôn sự của xuân phong và diêu vương là do hoàng thượng ban hôn xuân phong bỏ đi chẳng khác nào kháng chỉ nhưng điều bách lý mặc thần nghĩ không phải vì thể diện của diêu vương và diêu vương phủ mà trong lòng hắn diêu vương phi chỉ có thể là xuân phong dù hôm nay người khiêng qua chỉ là một cỗ kiệu trống không hắn cũng phải xác nhận thân phận diêu vương phi của xuân phong có thể thấy được tình cảm của hắn đối với xuân phong có bao nhiêu chân thật nhìn đại hôn của diêu vương vẫn được cử hành hồng loan dường như muốn cắn nát môi mình xuân phong đối với hắn thật sự quan trọng như vậy sao cho dù xuân phong không còn không cho hắn mặt mũi bỏ hắn mà đi hắn cũng muốn giành danh hiệu diêu vương phi cho nàng ta Tiện nhân kia rốt cuộc có điểm nào tốt? Hồng Loan trong lòng ghen ghét, Lan Can trong tay sắp bị nàng bóp nát. Nếu không phải Hồng Loan nhận được tin tức, nói mục hãn hoàng tử bên kia đã thuận lợi, nhìn đội ngũ đón dâu hôm nay, nàng cũng phải tin hôn lễ này là thật. Mà Xuân Phong lúc này trên đường đi đến tộc Hung Nô bị người trói chặt, nhốt trong một cái dương tối om không một tia sáng, bị coi như hàng hóa mang đi. Khi Xuân Phong tức giận rời kinh, ra khỏi kinh thành vừa đi được mấy chục dặm nàng dừng lại một quán trà ăn chút điểm tâm. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy mình không nên rời đi như vậy, cứ như vậy mà đi, nàng thật sự quá hèn nhát. Nàng đã cứu hắn nhiều lần như vậy, phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng, dù chết, cũng phải hiểu tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác lan giường, nàng sẽ không tin, người nàng toàn tâm toàn ý, lại ở sau lưng nàng làm chuyện vô sỉ như vậy. Xuân Phong nghĩ vậy liền đứng dậy chuẩn bị quay ngựa trở về. Như nàng vừa rời khỏi trà quán không đến mấy trăm mét, đã bị một đám hắc y nhân không rõ lai lịch chặn đường. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Đối phương khi thế hung hãn, lại người đông thế mạnh, Xuân Phong có chút lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại nàng là sự trầm mặc của đối phương, những kẻ này có phải là nhắm đến tiền tài không? Lẽ nào vì điều này mà nhắm đến nàng? Các vị huynh đệ hảo hán, ta mới đến đây, trên người có chút bạc vụn, không bằng hiếu kính các vị đại ca uống chén trà đi. Dù cảm nhận được những kẻ này là nhắm đến mình, nhưng Xuân Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi một câu. Nàng thuận thế lấy xuống tay nải của mình lấy ra một túi bạc bên trong, chuẩn bị đưa cho kẻ bịt mặt đối diện. Nhưng đối phương dường như vẫn không có phản ứng gì, họ chỉ tụ lại vây quanh Xuân Phong. Xuân Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng lấy bạc trong tay ném ra ngoài, xoay người bỏ chạy. Phí lời lúc này không chạy còn đợi đến khi nào. Tuy rằng thân thủ của nàng không tệ, nhưng nàng không thể địch lại họ, mười mấy hai mươi người giống như một đám xa luân chiến, khiến nàng mệt chết, và lại họ còn có vũ khí. Vì bảo vệ tính mạng nàng vẫn nên chạy đi, Xuân Phong trong lòng nghĩ như thế. Kẻ phía trước thấy nàng muốn chạy, lập tức đuổi theo. Nhưng dù Xuân Phong có chạy nhanh cũng không bằng khinh công của bọn chúng. Xuân Phong vẫn bị đuổi kịp, nàng chỉ có thể ném tay nải xuống, lấy dao găm ra, sắn tay áo lên thủ thế. Khuất phục chịu trói không phải là phong cách của nàng, nàng tin tưởng ông trời sẽ không bạc đãi người như nàng, nàng sẽ không chít dễ dàng như vậy, Xuân Phong tự an ủi chính mình. Nhưng những kẻ này dường như không có ý định lấy mạng của nàng, cũng không hạ tử thủ với nàng. Xuân Phong đấu với đám người hơn nửa canh giờ, trên người có dược phấn gì đều dùng hết, thể lực cũng tiêu hao không nhiều lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị bắt. Xuân Phong không cam lòng hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc là ai? bắt ta làm gì? xem như là giết người thì cũng phải có lý do chứ. đáp lời nàng vẫn là yên lặng không tiếng động. xuân phong tức giận đến phòng mang trận má, những kẻ này đều là người câm điếc sao? hai lưỡi bị cắt rồi, sao cả đám người đều không ai lên tiếng? này, các ngươi có thể nói một lời được không? xuân phong kiệt sức mặc cho bọn họ chói mình, không ngừng hỏi. các ngươi, xuân phong chuẩn bị mở miệng lần thứ ba sau gái liền bị đánh, trước mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Những kẻ này xuống tay thật nặng, trước khi Xuân Phong hôn mê, nàng cảm nhận được cơn đau sau gáy, không nhịn được thốt ra. Xuân Phong cứ như vậy biến mất trên con đường bên ngoài kinh thành, khi người của Bách Lý Mạc Thần đến nơi, Xuân Phong đã cách xa trăm dặm. Trong vương phủ, cầu hoa đỏ thấm treo chính giữa, sân viện hai bên gian phòng vẫn răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là dáng vẻ vui mừng. Nhưng toàn bộ vương phủ lại im ắng, không một vị khách, toàn bộ vương phủ nhìn qua vui mừng, lại tịch liêu không một tiếng động. Bôn ba ba ngày, Bách Lý Mạc Thần mang theo thủ hạ lục soát khắp các nơi gần kinh thành, từ thôn xóm đến thành trì, cũng không tìm thấy bóng dáng Xuân Phong. Những người khác vẫn tiếp tục tìm Xuân Phong khắp nơi. Bách Lý Mạc Thần mệt mỏi, tiêu tụy ngồi trước thư án, khắp người có thêm một tia tịch mịch và mất mát. Tại sao, nàng không một lời mà rời đi, nàng hiện tại đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm không? cái gì gọi là người không thuộc về thế giới này. Trong lòng Bách Lý Mạc Thần tràn đầy nghi vấn, nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn của Xuân Phong, hắn chờ nàng trở về, chờ nàng trở về giải thích rõ ràng với hắn. Vương gia, người ăn chút đi rồi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày qua người đã không nghỉ ngơi rồi. Lam dịch bưng thức ăn trong tay, khuyên nhủ. Lúc này huyền dịch còn ở bên ngoài, không ngừng tìm kiếm tung tích Xuân Phong ngày đêm. Vương gia đã ba ngày không ăn không uống, không chợp mắt, Lam Dịch lo lắng cứ tiếp tục như vậy thân thể vương gia sẽ không thể chịu nổi. Bách Lý Mạc Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lam Dịch, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi nói xem, nàng hiện tại không sao chứ. Ánh mắt Bách Lý Mạc Thần rất kỳ quái, ngữ khí giống như đang nói chuyện với bằng hữu bình thường, khiến Lam Dịch nhất thời không hiểu rõ tình huống. Vương Phi nương nương nhất định sẽ không sao, vương gia yên tâm, ngài vẫn nên ăn chút gì đi, nếu vương phi trở về thấy ngài gầy đi sẽ rất đau lòng. Lam Dịch nhìn Bách Lý Mạc Thần, khẳng định. Ừm, không có việc gì. Bách Lý Mạc Thần dường như đang tự nói với chính mình, lại như là đang nói với Lam Dịch. Hắn phất tay bảo Lam Dịch lui xuống. Lam Dịch rời đi, Bách Lý Mạc Thần tựa lưng vào ghế, suy tính lại hết thảy những chuyện gần đây. Hắn dường như đã bỏ quên điều gì, đột nhiên ánh mắt Bách Lý Mạc Thần hiện lên một tia sáng. Chợt lóe lên rồi biến mất. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Vương gia, vương gia, không hay rồi, không hay rồi. Quản gia trong phủ vội vàng chạy vào thư phòng, miệng không ngừng hét lên không tốt. Trong nháy mắt khiến Bách Lý mặc thần căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý mặc thần đứng thẳng người, sắc mặt âm trầm hỏi, tựa như nếu quản gia nói ra lời khiến hắn không thích, Bách Lý mặc thần sẽ ăn hắn. Vương gia, biên cảnh cấp báo, vua hung nô mang theo 30 vạn đại quân áp sát, vi thành cấp báo. Ung thành đến báo, Lưu Đông Quân gần đây cũng có dị động, sợ rằng cũng không có ý tốt. Quản gia vội vã nói một hơi, thở hồn hển lau mồ hôi trên đầu. Những tin cấp báo này vốn là nên gửi vào cung, nhưng Diêu Vương hiện không ở trong cung, người trong cung liền gửi đến Vương Phủ. Trong Vương Phủ, người có thể quản được chuyện đều đã ra ngoài tìm tung tích của Vương Phi, nên quản gia trong Vương Phủ liền thành người bẩm báo. Đưa quân báo cho ta xem. Bách Lý Mạc Thần nghe xong, một tia nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng buông xuống hắn bình đưa tay cầm lấy quân báo xem kỹ ngươi lui xuống trước đi bách lý mặc thần phất tay xem xong quân báo bách lý mặc thần nhìn lam dịch đang đứng một bên nói đi gọi mọi người đến đây thu thập một chút chuẩn bị ra tiền tuyến bách lý mặc thần đặt quân báo trong tay xuống ngửa đầu thở dài nói nhưng vương phi lam dịch có chút rối dám nói nhưng nhìn ánh mắt kiên định của vương gia Lam Dịch vẫn im lặng xoay người chấp hành. Bách Lý Mạc Thần ngồi trong thư phòng, nhìn bóng lưng đi xa của Lam Dịch, nhịn không được tự trách bản thân, tại sao không phát hiện sớm một chút. Dù hắn đã sớm liệu trước việc Lưu Đông Quốc và tộc Hung Nô sẽ động binh, cũng là hắn cố ý thúc đẩy, nhưng vì sao lại là lúc này. Thời điểm hắn vô cùng lo lắng vì Xuân Phong rời đi. Suy nghĩ cẩn thận, Bách Lý Mạc Thần có thể khẳng định Xuân Phong hiện đang ở trong tay người Hung Nô nếu không tộc hung nô sẽ không hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn kéo theo liêu đông quốc. Hắn cố ý năm nay chỉ cho họ một nửa lương thực, ý tứ muốn hung nô động binh, để hắn có lý do quang minh chính đại chỉnh đốn bọn họ. Mấy năm nay, hung nô ngoài mặt cung kính thần phục thiên an, nhưng trên thực tế lại nhiều lần quấy giày bách tính ở biên cảnh nhằm khiêu khích bọn họ. Nhưng hắn không hiểu tại sao, hung nô dù đất nhiều người đông, cũng xem như là kiêu dũng thiện chiến, nhưng vấn đề lớn nhất của họ vẫn là lương thực. Đối với dân du mục mà nói, lương thực là thứ thiết yếu nhất của bọn họ qua mùa đông, không có đủ lương thực, đừng nói là động binh, việc sống còn cũng là vấn đề khó khăn. Hiện tại người hung nô dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản là vì họ cảm thấy trên tay mình đang có nhược điểm của Bách Lý Mạc Thần. Mà nhược điểm của hắn chỉ có Xuân Phong, đương nhiên, có khả năng họ cho là như vậy. Bách Lý Mạc Thần kết luận, Xuân Phong chính là bị họ mang đi. Nếu như Bách Lý Mạc Thần đoán không lầm, hắn sẽ nhanh nhận được tin tức từ đối phương, yêu cầu hắn dùng lượng lớn lương thực đổi lấy Xuân Phong. Một khi họ có đủ lương thực, liền sẽ tiếp tục công thành chiếm đất, tiếp tục làm chủ Trung Nguyên. Quả nhiên, trên đường Bách Lý Mạc Thần chạy đến biên cảnh, đã nhận được tin tức truyền đến, yêu cầu Bách Lý Mạc Thần chuẩn bị 100 vạn thạch lương thực để đổi lấy Xuân Phong, nếu không họ sẽ khiến Xuân Phong trở thành kỹ nữ mua vui cho vạn quân lính, bị lăng nhục đến chít. Tuy Bách Lý Mạc Thần đã sớm biết và đoán được ý đồ của đối phương, nhưng vẫn không nhịn được mà xé thư tín trong tay. Dám động đến nữ nhân của hắn, thật đúng là không sợ chết. Một trăm vạn thạch lương thực, hắn quả thật không biết xấu hổ. Không nói đến việc Bách Lý Mạc Thần có thể gom đủ một trăm vạn thạch lương thực trong thời gian ngắn như vậy hay không. Nếu thực sự giao ra một trăm vạn thạch lương thực, Thiên An Quốc chỉ sợ là không đánh mà thua. Bình thường, một vạn thạch lương thực đủ để nuôi sống 50 vạn đại quân trong một năm, nếu dùng cho bách tính của Thiên An Quốc, cũng có thể sống tốt qua một mùa đông. Đám người hung nô thật đúng là dám mạnh miệng đòi hỏi. Bách Lý Mạc Thần không đáp lại, vung roi hung hăng quất ngựa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tiền tuyến. Vương gia vậy Vương Phi phải làm sao bây giờ? Lam Dịch cùng Huyền Dịch đuổi theo sát, Lam Dịch thấy Vương gia không có ý chuẩn bị lương thực, nhịn không được hỏi. Hừ, ngươi cảm giác Vương Phi nhà người sẽ thật sự ở trong tay bọn họ. Bách Lý Mạc Thần đột nhiên quay đầu lại hỏi, khiến Lam Dịch có chút không hiểu. Không ở đó. Nhưng mà... Được rồi, trong lòng vương gia tự có suy tính, chúng ta vẫn là nên đi nhanh một chút. Huyền Dịch nhìn thần sắc khó hiểu của Lam Dịch, nhạt nhạt nói, nói xong liền nhanh chóng đuổi theo vương gia. Bách Lý Mạc Thần cưỡi ngựa bôn ba bảy ngày đêm không ngừng đến biên cảnh, trên tường thành Lý Thành, y phục Bách Lý Mạc Thần theo gió tung bay. Tường thành đối diện chính là đại danh của binh lính hung nô, một mảnh dày đặc không rõ đường biên, dường như đang thể sẽ chiến đoạt lãnh thổ thiên an. Bách Lý Mạc Thần lẳng lặng nhìn một lúc, xoay người trở về huyện Nha Lý Thành. Huyền dịch, ba đường đại quân còn bao lâu nữa mới đến? Bách Lý Mạc Thần nhìn bản đồ trong phòng, cân nhắc một chút hỏi. Bẩm vương ra, ba đường đại quân đang ngày đêm không ngừng chạy đến Phù Thành, phòng chừng nhanh nhất là ba ngày sau mới có thể đến. Huyền dịch chấp tay bẩm báo. Tốt lắm, thông báo cho các lộ đại quân đến Thái Thành rèn luyện một ngày, chờ lệnh của bổn vương. Bách Lý Mạc Thần hài lòng gật gật đầu, tốc độ hành quân này rất tốt. Đối phương trước mắt không có được lương thực như họ muốn, phòng trừng tạm thời không dám động binh, hắn tối nay muốn thăm dò danh trại địch. Từ ngày Bách Lý Mạc Thần nhận được tin tức Xuân Phong bị bắt, hắn vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Hắn biết rõ, trước khi không nhận được thứ mà họ muốn, ít nhất Xuân Phong vẫn an toàn. Nếu hắn thật sự đáp ứng yêu cầu của đối phương, sẽ khiến đối phương nắm được điểm yếu của hắn, lúc ấy Xuân Phong sẽ thực sự rơi vào nguy hiểm, nên hiện tại hắn không thể thể hiện ra. Nhưng hắn nhiều ngày không có Xuân Phong bên cạnh, cả người giống như thiếu điều gì, lòng tràn đầy lo âu. Cả người hắn gầy đi không ít, lại tăng thêm vài phần lãnh đạm. Nửa đêm, Bách Lý mặc thần một thân dạ hành y, biến mất trên nóc nha môn Lý Thành, thân nhẹ như khói, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào đại doanh của quân hung nô. Toàn bộ đại danh quân hung nô ánh đuốc sáng rực, chung quanh đốt đuốc, đề phòng có người nhân lúc đêm đến mà đánh lén. Một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đội tuần tra thỉnh thoảng đi qua. Tình huống quân doanh của đối phương vẫn vô cùng căng thẳng, phòng trừng bởi vì sự sợ hãi đối với Diêu Vương. Diêu Vương trong mắt đám binh lính bọn họ là một kẻ bách chiến bách thắng. Bách Lý Mạc Thần đợi đến khi binh lính tuần tra đi qua, nhanh chóng lắc người vào doanh trướng lớn nhất trong quân doanh. Hắn dùng dao gam khoét một lỗ nhỏ trên lều, có thể thấy rõ ràng bên trong mà không bị phát hiện đây là một doanh trướng cực lớn bố trí bên trong vô cùng xa hoa hoàn toàn không đơn giản như hành quân đánh trận một thứ rộng lớn giống như một cái giường mềm mại trang trí tinh xảo hoa lệ thậm chí sàn cũng được lót đầy thảm dày trong mắt người thường việc trang trí như vậy trong quân doanh đây là một hôn quân hoặc là một tên tướng quân ngu ngốc nếu không tại sao lúc hành quân đánh giặc lại tốn kém nhiều như vậy trong trướng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp hữu lực Vừa nghe liền nhận ra đó chính là giọng nói đặc trưng của người Hung Nô. "Hoàng tử, theo tuyên báo, sáng nay Diêu Vương của Thiên An đã đến Lý Thành, phòng trừng tối nay sẽ có hành động." Một nam nhân trung niên thoạt nhìn có chút văn khí, nói với Mục Hãn hoàng tử. "Hừ, vậy thì sao, 30 vạn phi hổ quân của hắn còn chưa đến, chỉ một mình Diêu Vương hắn dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn cản mấy chục vạn nhân mã của ta, các huynh đệ đã sẵn sàng đón địch, chờ hắn đến." mục hãn hoàng tử vẻ mặt kiêu ngạo không tin nói trên mảnh đất tây bắc rộng lớn này danh hiệu đệ nhất dũng sĩ tuyệt đối là của mục hãn hắn hắn không tin hắn không bằng tên diêu vương ra bỏ đi kia hắn từ lâu đã nghĩ đến việc so tài với bách lý mặc thần trên chiến trường hoàng tử nói đúng nhưng thuộc hạ không phải lo lắng điều này mà là vị đang trong tay chúng ta kia tuy nói diêu vương nhận được tin tức của chúng ta không có phản ứng gì nhưng lúc nữ nhân kia biến mất hắn rất khẩn trương chúng ta hiện trói nàng lại Diêu Vương sớm muộn cũng sẽ tìm đến cửa. Nếu để hắn tìm được tung tích của nữ nhân kia, kế hoạch ban đầu của chúng ta sẽ thất bại. Nam nhân trung niên có chút lo lắng nói, Mục Hãn hoàng tử có thể xem thường Diêu Vương, nhưng hắn thì không dám. Diêu Vương chiến tích nhiều năm như vậy không phải là nói suông, nhưng Mục Hãn hoàng tử là một người trẻ tuổi khí thịnh, hùng tâm trang khí, nhưng có lúc khó tránh khỏi lỗ mãng. Hừ, quân sư yên tâm, người ta đã giấu ở một nơi bí mật, vô cùng an toàn sẽ không kẻ nào tìm được nàng đang ở đâu. Quân sư sáng mai hãy phái người đi báo tin, nếu trong vòng 3 ngày ta không nhận được lương thực, nữ nhân này, ta sẽ hưởng thụ trước, ha ha ha. Mục hãn hoàng tử cười không kiêng nể, một chút cảm giác xấu hổ, hèn hạ khi lấy nữ nhân ra đặt cược cũng không có. Hoàng tử anh Minh, không biết hoàng tử đã giấu nữ nhân kia ở nơi nào. Chúng ta cần phái thêm nhân thủ bảo vệ không, Diêu Vương đã đến Biện Thành, thuộc hạ vô cùng lo lắng. Quân sư kia nhìn dáng vẻ nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay của mục hãn hoàng tử, không nhịn được hỏi. Quân sư đây là không tin vào thực lực của bổn hoàng tử sao? Mục hãn hoàng tử ngồi phía trên vẻ mặt trở nên lạnh như băng, giọng điệu không vui hỏi. Thay vì nói hắn không tin thực lực của mục hãn hoàng tử, thì nên nói là hắn e ngại thực lực của Diêu Vương. Hai người không biết, nhân vật họ đang đàm luận hiện đang đứng bên ngoài trướng, nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Bách Lý Mạc Thần lúc này đang suy nghĩ, nơi mà mục hãn hoàng tử không cho ai biết rốt cuộc là nơi nào. Hoàng tử thứ tội, hạ quan tuyệt đối không có ý này, chỉ là đại địch trước mắt, chúng ta không thể không đề phòng. Biết rồi, biết rồi, ta sẽ cẩn thận, ngươi lui xuống trước đi, truyền lệnh cho các doanh trại tăng cường canh phòng. Mục hãn hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói với quân sư đang dài dòng. Bách Lý Mạc Thần ở đại doanh hung nô tìm vài vòng vẫn không có nửa điểm manh mối, xem như không công mà trở về. Trên đường trở về, Bách Lý Mặc Thần suy nghĩ, Mục Hãn hoàng tử sẽ để Xuân Phong ở nơi nào, nhưng hiện tại có thể khẳng định Xuân Phong ở trong tay bọn họ là tốt rồi. Dù hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của Xuân Phong, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa tìm được tung tích của nàng, cũng chỉ có thể lo lắng suông. Ưu tiên hàng đầu hiện tại chính là phải nghĩ cách để Mục Hãn hoàng tử tiết lộ tung tích của Xuân Phong thì mới có cơ hội cứu nàng. Trở lại Lý Thành, Bách Lý Mặc Thần phân phó Lam Dịch đi chuẩn bị lương thảo. Lập tức đi chuẩn bị lương thảo, gần đây có thể điều bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, mặc kệ xa gần phải nhanh. bách lý mặc thần gấp gáp trở lại, vung tay phân phó nói. lam dịch không hiểu, hoàng tử hung nô trước đó gửi thư đến uy hiếp, vương gia không phải nói mặc kệ hắn sao? lúc này sao lại muốn hắn đi chuẩn bị lương thực? nhưng lời của chủ tử chính là mệnh lệnh, làm binh lính dưới tay diêu vương phục tùng mệnh lệnh của vương gia là thiên chức. lam dịch xoay người đi chuẩn bị lương thảo. Bách Lý Mạc Thần chuẩn bị kế hoạch tác chiến lần này. Nếu không có gì xảy ra thì 30 vạn đại quân ngày mai sẽ đến đông đủ, Bách Lý Mạc Thần thập phần tin tưởng việc tác chiến, quan trọng nhất vẫn là Xuân Phong. Không ngoài dự đoán của Bách Lý Mạc Thần, hôm sau, 30 vạn đại quân đã đến đông đủ, đồng thời hắn cũng nhận được tối hậu thư của Mục Hãn Hoàng Tử. Giống như lời hôm trước Bách Lý Mạc Thần nghe được, Mục Hãn Hoàng Tử yêu cầu hắn trong vòng 3 ngày phải gom đủ lương thảo. Bách Lý Mạc Thần nhìn thư trong tay, bỗng nhiên nở nụ cười hắn đang lo lắng làm thế nào để họ tiết lộ địa điểm của xuân phong hiện tại liền cho hắn cơ hội tốt hồi âm cho họ nói lương thực đã gom đủ nhưng bổn vương cần gặp vương phi nếu không một hạt lương thực họ cũng đừng nghĩ đến bách lý mạc thần ném thư tín trong tay xuống khoanh tay lạnh nhạt nói vâng huyền dịch cúi đầu nhận lệnh những vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu vương gia vương phi thật sự ở trong tay bọn họ sao Ừm, hẳn là không sai được chúng rất hiểu tính tình của bổn vương nên hiện tại vương phi không gặp nguy hiểm bách lý mặc thần nhìn thoáng qua huyền dịch do dự một lúc vẫn nhàn nhạt, nhạt nói vậy là tốt rồi huyền dịch gật gật đầu yên tâm một chút còn nữa người phái người quan sát nhất cử nhất động của họ tùy thời báo cáo cho ta nói xong bách lý mặc thần lại bổ sung một câu nếu muốn đối phương để lộ tung tích của xuân phong hắn không thể không quan sát đến động thái của chúng lần này Bách Lý Mạc Thần tìm ở thông trang quanh đỉnh núi gần đó, nơi nào có thể giấu người đều lục soát một lần, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Xuân Phong. Bách Lý Mạc Thần khẳng định Xuân Phong còn ở trong quân doanh, đối phương cần chuẩn bị cho việc trao đổi lương thực, hắn nhất định sẽ không mang Xuân Phong đi quá xa, mà sẽ giữ lại bên người. Nhưng họ đã tìm khắp nơi trong quân doanh, vẫn không phát hiện ra tung tích của Xuân Phong, đại doanh quân hùng nổ. Hoàng tử, tin tức tốt, tin tức tốt, quân sư vẻ mặt vui mừng đi vào bên trong doanh trướng, miệng không ngừng hô. Chuyện gì khiến quân sư cao hứng như vậy, mau nói đi. Mục hãn hoàng tử từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của quân sư. Quân sư vừa vào trướng, hắn liền đứng lên hỏi. Hoàng tử, tin tức tốt, bên kia đồng ý cấp lương thực. Quân sư mang thư tín trong tay giao cho mục hãn hoàng tử. Mục hãn hoàng tử nghe nói Diêu Vương đồng ý dùng lương thực đổi lấy Xuân Phong, thập phần kinh hỉ. Ha ha ha, Tốt, quá tốt rồi, ta không nghĩ đến nữ nhân này lại hữu dụng như vậy, có thể giúp bổn vương đổi lấy nhiều lương thực như vậy. Mọi người đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra chiến thần diêu vương cũng chỉ có như vậy, là người phàm trung quy khó có ngoại lệ. Mục hãn hoàng tử xem thư trong tay, có chút trào phúng nói. Hoàng tử nói rất đúng, nhưng thần cho rằng, Diêu vương lần này không thể nào đơn giản dễ dàng đáp ứng như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Quân sư sờ sờ ria mép của mình, bộ dạng đa mưu túc trí nhắc nhở. Đúng rồi hoàng tử, đối phương nói muốn gặp nữ nhân kia, hoàng tử định. Nói xong quân sư tiếp tục hỏi. Ừm, muốn gặp thì để cho hắn gặp đi, chỉ cần lương thực đến tay, tất cả đều không thành vấn đề, lần này nếu có thể lấy được 100 vạn thạch lương thực. Không chỉ hoàn thành việc chúng ta nam trinh lấy được lương thực, còn có thể khiến hình tượng uy nghiêm của bách lý mặc thần trong quân doanh giảm mạnh, thật là một thú vui lớn. Mục hãn hoàng tử chỉ cần nghĩ 100 vạn thạch lương thực sắp đến tay, tâm tình liền kích động. Tuy hắn đã sớm có ý định đánh vào Trung Nguyên, nhưng vẫn không đủ lương thực để chống đỡ. Hắn vốn định sau khi thu hoạch vụ thu, đến thiên an ít kiến có thể kiếm thêm chút lương thực trở về. Nhưng kết quả lại mang về số lượng còn ít hơn mọi năm, còn lâu mới đủ mục tiêu trong lòng hắn và nhu cầu của dân chúng. Hắn hiện tại động binh, một là vì bất đắc dĩ, hai là hắn muốn đánh cược một phen, nếu lần này hắn thực sự thấy được trăm vạn thạch lương thực trong tay hắn lại còn nắm giữ một vũ khí bí mật thiên hạ này chỉ có thể là của hắn thế nên một trăm vạn thạch lương thực này cực kỳ quan trọng nhưng hoàng tử lỗi như đây là quỷ kế của đối phương thì phải làm sao quân sư nhíu mày hỏi vậy theo quân sư thấy thì thế nào quân sư của mục hãn hoàng tử nói có lý số lượng lương thực này đối với họ rất quan trọng nữ nhân này họ nhất định phải bắt giam mới được hắn không nhịn được hỏi quân sư. Thần có một kế sách, hoàng tử. Quân sư tiến lên hai bước, như người thì thầm với mục hãn hoàng tử vài câu. Như vậy được không? Mục hãn hoàng tử có chút do dự, quân sư chỉ cười không lên tiếng. Hắn suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu nói, được, làm theo ý của người. Được, hoàng tử, hạ quan xin phép đi chuẩn bị. Quân sư thấy mục hãn hoàng tử đồng ý lập tức lui ra ngoài chuẩn bị. Ừm, mục hãn hoàng tử hài lòng ừ một tiếng quân sư đi rồi, hắn xuất thần nhìn một bức cương vực đồ, trên mặt lộ vẻ vui cười. Hoàng tử, hạ quan đã phái người đưa tin, địa điểm gặp mà là ở sườn núi phía tây Lý Thành, tầm nhìn rộng rãi, không sợ đối phương ra tay. Quân sư chuẩn bị tốt mọi chuyện, cung kính nhìn mục hãn hoàng tử nói, nhìn qua, người trước mắt giống như đã được định sẵn tương lai sẽ là bá chủ thiên hạ. Rất tốt, rất tốt, ha ha ha, có thể có được trợ thủ đắc lực như quân sư, tốt lắm. Chờ Nam Trinh kết thúc, bổn hoàng tử nhất định tâu với phụ vương, phong ngài làm đại quốc sư. Mục hãn hoàng tử vô cùng hài lòng đối với hiệu suất làm việc của quốc sư này, lập tức hứa hẹn. Đa ta hoàng tử, hạ quan dù máu trẻ đều rơi cũng nhất định trung thành với đại vương, trung thành với hoàng tử. Quân sư nhận được lời hứa lập tức quỳ trên mặt đất tạ ơn, kích động không thôi. Được rồi, đứng lên đi, bổn vương biết quân sư ngươi trung thành, ngươi theo bổn hoàng tử nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Mục hãn hoàng tử tâm tình tốt đỡ quốc sư đứng lên, cười nói. Vâng, vâng, hoàng tử lần này Nam Trinh nhất định đại thắng, đại thắng. Quân sư tiếp tục phụ họa. Ngày thứ hai, Bách Lý Mạc Thần đã sớm đến sườn núi như đã định. Trong gió cuối thu có chút rét lạnh, áo choàng trên vai hắn nhẹ nhàng đong đưa theo gió, thập phần vương giả phong độ. Hắn không giống những kẻ phô trương thanh thế, hắn quả thực khiến người khác chú ý, ngay cả khi không một người cũng không mang theo, khi thế cường đại như vậy vẫn khiến mọi người không thể khinh thường. Ngược lại, Mục Hãn Hoàng Tử phát động một đội quân, lại không còn tự tin như trước. Phía sau Mục Hãn Hoàng Tử là một đội vệ binh cùng với quân sư, trong đội vệ binh có một nữ nhân bị trói, trên đầu nàng bị trùng một tấm vải màu đen, đi giữa hai người đàn ông. Diêu vương ra, đến thật sớm, xem ra tiểu nương tử này đối với ngươi thật sự rất quan trọng. Mục hãn hoàng tử đứng cách bách lý mặc thần khoảng một thước, vẻ mặt tươi cười nói. Người đâu, Bách Lý Mạc Thần rõ ràng không có ý định nói chuyện với hắn, chỉ lãnh đạm phun ra hai chữ. Diêu Vương thật đúng là nóng vội. Đây, không phải người đang ở phía sau sao. Mục hãn hoàng tử nghiêng người chỉ chỉ phía sau. Thuộc hạ liền lấy mũ trùm trên đầu nữ tử kia xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo giống như Xuân Phong. Người vẫn còn hôn mê, mềm nhũn tựa vào hai thị vệ bên cạnh. Người cũng đã gặp, vậy lương thực đâu? Có phải nên cho chúng ta xem một chút không? Mục hãn hoàng tử thấy bách lý mặc thần đã xem qua người, có chút gấp gáp nói. Các ngươi đã làm gì nàng? Bách lý mặc thần nhìn Xuân Phong đang hôn mê, sắc mặt trở nên tối sầm, toàn thân tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Diêu vương yên tâm, nàng ta chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi, đây cũng là vì thuận tiện trên đường, nếu trên đường có chuyện không may xảy ra. Thủ hạ của ta cũng không phải là người nhẹ nhàng, không cẩn thận làm nàng bị thương vậy thì không tốt chút nào, phải không? Mục hãn hoàng tử vẻ mặt thản nhiên nói. Bách Lý Mạc Thần nghe Mục Hãn Hoàng tử giải thích, mặt vẫn không có chút hảo cảm, nữ nhân của hắn còn chưa đến lượt kẻ khác động tay chân. Vương gia, người cũng đã gặp, ta có thể xem qua lương thực một chút không? Quân sư ở một bên không nhịn được cũng vội vàng nói. Bên kia, Bách Lý Mạc Thần rời mắt về hướng khác. Mục Hãn Hoàng tử nhìn theo hướng Bách Lý Mạc Thần ra hiệu, nơi đó chất đầy lương thực chồng lên nhau, đôi mắt hắn liền sáng lên. Hai tay hắn nắm chặt không giấu được kích động. Diêu Vương quả thực làm việc nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã có thể gom được nhiều lương thực như vậy, không tệ. Mục hãn hoàng tử xoay người vẻ mặt đầy đắc ý. Bách Lý Mạc Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy gom được trăm vạn thạch lương thực, có nghĩa là tất cả quân lương đều đã bị lấy đi. Ha ha, quả thực là cơ hội tốt trời ban, không có lương thực tiếp tế, quân của Bách Lý Mạc Thần có mạnh đến đâu cũng chỉ là con cọp giấy, một kích liền có thể phá vỡ. Ta mang người đi, Bách Lý Mạc Thần không để ý đến Mục Hãn hoàng tử, đi lướt qua người hắn, đến trước mặt Xuân Phong, ôm thấy cơ thể của nàng nói: "Ngươi vội rời đi như vậy sao? Không ở lại trò chuyện một lúc sao?" Mục Hãn hoàng tử vẫn bộ dáng vui vẻ nói, nhưng ánh mắt hiện lên vài tia hung ác. Mục Hãn hoàng tử dứt lời, Bách Lý Mạc Thần liền dừng bước, một trưởng đánh bay người trong ngực ra xa mấy trượng, ả à ta phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất với dao găm trong tay. Chậc chậc chậc, Ta còn cho rằng diêu vương điện hạ là một người đa tình, không nghĩ diêu vương ra tay nặng như vậy. Nhìn nữ nhân ngã xuống đất, quân sư ở một bên kỳ quái nói: Hừ, đây chính là thành ý của các ngươi. Bách lý Mạc thần bình tĩnh lấy ra khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau ngón tay, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Vương gia nói gì vậy? Thành ý của chúng ta như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Mục hãn hoàng tử bày ra bộ dáng vô liêm sỉ dám dùng một nữ nhân giả mạo đến trao đổi với bổn vương trăm vạn thạch lương thực quả thực các ngươi có tính toán không tồi nhưng ta không biết các ngươi đã suy nghĩ đến hậu quả chưa bách lý mặc thần lạnh lùng nhìn mục hãn hoàng tử hậu quả điều này không phiền vương gia quan tâm bổn hoàng tử đương nhiên biết rõ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi mục hãn hoàng tử hiện tại không để bách lý mặc thần vào mắt chỉ cần có lương thực tất cả đều không thành vấn đề về phần bách lý mặc thần hắn hôm nay có thể sống sót đi xuống sườn núi này hay không còn chưa rõ. Dứt lời, đội cận vệ của Mục Hãn Hoàng tử liền rút binh đao nhắm vào Bách Lý Mạc Thần. Lẽ nào, Mục Hãn Hoàng tử cho rằng các người có thể bao vây ta? Bách Lý Mạc Thần vẻ mặt miệt thị nhìn đám người. Chẳng phải thử qua liền biết sao, Mục Hãn Hoàng tử tự tin ra lệnh, động thủ. Tất cả cận vệ liền xông vào Bách Lý Mạc Thần. Mục hãn hoàng tử lần này đến đã cố ý chọn những người có thân thủ vô cùng tốt, có thể khiến Bách Lý Mạc Thần vĩnh viễn ở lại nơi này. Bách Lý Mạc Thần kinh ngạc, tự tin này của Mục hãn là từ đâu mà có. Một đội cận vệ đối với hắn mà nói chỉ là một đám nhóc con. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị xử lý, Mục hãn hoàng tử cho rằng mình bị hoa mắt, hắn chưa nhìn kịp rõ, người đã bị đánh ngã hết rồi. Hơn nữa không phải, Bách Lý Mạc Thần chúng độc sao? ánh mắt mục hãn hoàng tử tràn đầy nghi hoặc thuốc này là hồng loan đưa cho hắn chỉ cần chạm hoặc người liền có thể khiến kẻ khác trúng độc mất đi sức chiến đấu nhưng tại sao lại hoàn toàn không có tác dụng với bách lý mặc thần tất cả những thứ này phải cảm ơn xuân phong nàng ban đầu giải độc cho bách lý mặc thần đã để cho hắn ăn đóa băng hỏa tử liên còn lại băng hỏa tử liên vốn là thánh vật giải độc miễn dịch với đa số độc vật nó có tác dụng thần kỳ đối với người trong vu tộc Bách Lý Mạc Thần hiện tại chính là không cảm nhận được bản thân bị trúng độc, hắn cũng không biết họ đã hạ độc mình. Mục hãn hoàng tử thấy tình thế không ổn, nhìn Bách Lý Mạc Thần nội lực mạnh mẽ, sợ rằng đến hắn cũng khó mà ngăn cản, liền muốn bỏ trốn nhưng Bách Lý Mạc Thần sao có thể cho hắn cơ hội này. Mục hãn hoàng tử đi chưa được 10 thước, một con dao sáng loáng đã bay qua đỉnh đầu hắn, may là hắn né kịp nên không bị thương. Mau giao người ra. Giọng Bách Lý Mạc Thần lạnh như băng, khiến người khác không thể cự tuyệt, nội tâm không nhịn được mà run rẩy. Ta, mục hãn hoàng tử vừa muốn nói gì, một tiếng nổ vang lên, một trận nồng nặc khói mù. Mục hãn hoàng tử trong lòng vui mừng, hắn được cứu rồi. Bách lý mặc thần bên trong khói mù theo thói quen đưa tay che mũi miệng, đến khi hắn ra khỏi làn khói mù, đã không còn thấy bóng dáng đám người mục hãn hoàng tử. Mục hãn hoàng tử lần này đi, lương thực không lấy được, người cũng không tư diệt được, còn tổn thất một đội thân binh, trong lòng vô cùng chán nản. Không phải nàng nói thuốc kia sẽ có tác dụng với hắn sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Mục Hãn hoàng tử không nhịn được nói. Nữ nhân này hôm nay phá hỏng đại sự của hắn, trong lòng hắn sao có thể không phiền? Không thể nào, chúng nhuyễn cốt tán của ta tuyệt đối không thể không sao được, trong này nhất định có ẩn tình gì. Hồng Loan bước vào đại trướng, không khách khí ngồi lên giường mềm mại, sắc mặt âm trầm nói: Hồng Loan không biết Bách Lý Mạc Thần trước đây đã từng dùng băng hỏa tử liên hoặc không biết hắn dùng như thế nào, nàng vẫn không tin độc của mình không có tác dụng. Mặc kệ như thế nào, lần này xem như đã đánh rắn động cỏ, sau này nếu muốn mượn cớ diệt trừ hắn, sợ là rất khó. Mục hãn hoàng tử thở dài bất đắc dĩ nói. Hồng Loan ánh mắt lạnh lùng nhìn mục hãn hoàng tử một cái, thần sặc lạnh nhạt. Nàng không muốn bách lý mặc thần chít, nàng chỉ muốn lợi dụng mục hãn hoàng tử, mang Bách Lý Mạc Thần về vu tộc, nếu hôm nay Bách Lý Mạc Thần bị trúng độc, cũng sẽ không chít. Mục hãn hoàng tử biết Hồng Loan có tình ý với Diêu Vương, sao nàng có thể để hắn chít? Nhưng hắn muốn lợi dụng lòng ích kỷ của nàng để khiến Diêu Vương biến mất. Hiện tại chuyện tuy đã thất bại, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nại vì họ còn có chuyện quan trọng cần hợp tác. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Sợ cái gì, nữ nhân kia không phải vẫn còn ở trong tay ngài sao? có nàng ta ngài sợ gì không có được lương thực, có lương thực rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Hồng Loan khinh miệt cười nói. Dù ngoài miệng Hồng Loan nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng ghen tị, trái tim của Diêu Vương luôn dành cho nữ nhân này, hắn vì đổi lấy nàng ta mà đáp ứng cung cấp nhiều lương thực như vậy. Bách Lý Mạc Thần yêu thương Xuân Phong như vậy, sao có thể không khiến cho nàng ghen tị nếu nàng có được một nửa sủng ái đó. Đừng nói đến việc mục hãn hoàng tử động binh, nàng sẵn sàng giúp hắn một tay, chinh phục thiên hạ. Đáng tiếc, hắn không có, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng dành cho nàng, dồn nàng đến bước đường phải đối nghịch với hắn. Đây còn không phải nhờ Hồng Loan nàng giúp đỡ sao, nếu lần này đại nghiệp thành công, bổn hoàng tử nhất định sẽ không quên nàng, nàng yên tâm. Mục Hãn hoàng tử vẻ mặt háo sắc, ngồi xuống bên cạnh Hồng Loan nói. Vậy thì đa tạ hoàng tử. Hồng Loan không cười đáp lại. Trong lòng nàng nghĩ, Mục Hãn hoàng tử quả thật là một tên nam nhân đầu óc đầy dục vọng đến lúc này còn nghĩ đến những chuyện kia. Xuân Phong bị nhốt không biết qua bao lâu, nàng đói đến mức bụng kêu, liền nhìn quanh, nhưng chỉ có những ánh đèn vàng kia bầu bạn cùng nàng. Kể từ khi bị bắt, Xuân Phong liền bị kẻ khác trở đi mấy ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng lại đến nơi tối tăm không ánh mặt trời này. Lúc tiến vào, Xuân Phong bị đánh ngất xỉu, nàng không biết mình hiện tại đang ở đâu. Nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, không gian không lớn, nhưng ngay cả một người canh gác cũng không có, Xuân Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để bỏ trốn. Nhưng chưa đầy hai giây sau, Xuân Phong liền không cảm thấy như vậy. Bởi vì không những không có ai trong trường nàng, ngay cả thức ăn và nước uống cũng vô cùng ít. Một chút thức ăn và nước uống kia chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mạng sống, không để nàng chít đói, nhưng cũng khiến nàng không còn sức lực, không thể chạy trốn. Điều nham chán hơn chính là, ở đây không có một ai nói chuyện cùng nàng, không nhìn rõ ngày hai đêm, không biết thời gian bụng Xuân Phong hiện tại kêu lên vì đói, người cũng nhảm chán muốn chít. Nàng ngày nào cũng đợi người mang thức ăn đến, vì khi hắn đến cô mới biết rằng một ngày nữa đã trôi qua. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lại không có cách nào mở khóa, nàng hiện tại không còn bao nhiêu khí lực. Xuân Phong lúc này có chút nhớ người nào đó, tình huống trước đó hắn có thể đuổi kịp để cứu nàng, lần này thì sao? Dù trước đó Xuân Phong vô cùng tức giận, thậm chí là có chút hận hắn, nhưng sau khi tỉnh táo lại, nàng cảm thấy hắn không phải là người như vậy nhưng nàng sao có thể tin khi nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó nàng tin chắc nàng không nhìn lầm người đó chính là hắn chính là diêu vương đó là thân hình của hắn hành động khí thế hoàn toàn giống nhưng xuân phong không hiểu nàng không tin nhưng lại không thể chứng minh thật giả trong lòng xuân phong vô cùng hối hận bản thân nàng lúc đó sao lại bỏ đi mà không phải là gặp mặt nói rõ nàng thực sự bị tức giận làm cho đầu óc mê muội những chuyện nàng làm ra thật không phải là phong cách của nàng xuân phong không khỏi tự hỏi bản thân tỉnh táo của nàng rốt cuộc lạc ở nơi nào nhưng hiện tại nàng hối hận cũng vô ích nàng bây giờ khó bảo toàn tính mạng không biết hắn có biết tình huống của nàng hiện tại không xuân phong thậm chí không nghĩ đến nàng sắp bị buộc tội là một mỹ nhân họa quốc nàng không biết đã chờ bao lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng động trong bóng tối một bóng người bước ra Xuân Phong miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nhìn thấy người đến, không nghĩ đến người Xuân Phong gặp hôm nay là một binh lính mặc khôi giáp, có chút gầy gò. Xuân Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ra đôi chút. Mấy ngày trước, người đến đều là người mặc áo vải bình thường, mà hôm nay lại là binh lính mặc khôi giáp. Vậy có phải hiện tại nàng đang ở trong quân doanh? Người mang cơm đến cũng mặc khôi giáp, có nghĩa là thế cục hiện tại rất căng thẳng, lẽ nào họ muốn mở trại? Nếu quả thực là vậy, Xuân Phong phỏng đoán đây nhất định là chiến sự của Thiên An và tộc Hung Nô hoặc Liêu Đông Quốc. Mạc Lan Quốc không có thực lực đánh giặc, Na Thần Quốc không thích chinh chiến, nơi nàng đang ở hiện tại không có khí hậu đặc thù của phương Nam, Xuân Phong kết luận đây là chiến sự của Thiên An và phương Bắc. Nàng đã hiểu tại sao những người này bắt nàng, nhưng họ cái gì cũng không làm, chỉ giữ cho nàng không chít đói. Nếu như Xuân Phong đoán chính xác, những kẻ này muốn lợi dụng nàng để đổi lấy lợi ích từ tay Bách Lý Mạc Thần. Nháy mắt, trong đầu Xuân Phong liền hiện lên vô số khả năng. Nàng phán đoán, bất luận như thế nào, nàng không thể để những kẻ này đạt được như ý. Xuân Phong nghĩ đến việc chúng dùng nàng để đạt được mục đích, ánh mắt Xuân Phong đầy quyết tâm. Xuân Phong bộ dáng yếu ớt, hướng về phía người kia nói, "Cứu mạng, cứu mạng, tiểu ca mau cứu ta, ta không xong rồi." Xuân Phong đột nhiên té xuống đất, cầu khẩn. "Ngươi bị sao vậy?" Binh lính mang cơm đến, đứng bên ngoài nhìn Xuân Phong hỏi ta, ta vừa bị thứ gì cắn, hiện giờ cả người khó chịu, e rằng sắp không xong rồi, cầu xin ngươi giúp ta. Xuân Phong ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn có chút dơ bẩn nói, nhìn qua hết sức đáng thương, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ cần là đàn ông nhìn sẽ không nhịn được mà động tâm. Tên lính nhìn Xuân Phong liền vội vàng đứng lên nói, ngươi chờ ta, ta đi tìm đại phụ đến. đa tạ tiểu ca, nhưng mà, ngươi, ngươi có thể giúp ta xem vết thương một chút không? Ta bây giờ rất khó chịu đôi mắt sơn phong to trong suốt tựa như nai con điềm đạm đáng yêu nhìn đối phương khiến hắn không thể cự tuyệt. Cái này, tên lính có chút do dự. Hoàng tử đã căn dặn người này nhất định phải trông coi cho thật tốt, nếu có mệnh hệ nào.